Xin chào các bạn, mình là Ngọc Khoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến GoraShop 24 giờ. Hôm nay Ngọc Khoa sẽ giới thiệu cho các bạn những cách để phân biệt nấm thượng hoàng thật và giả. Chúng ta sẽ có 4 cách cơ bản. Thứ nhất, đấy là phân biệt qua màu sắc. Thứ hai, phân biệt qua mùi vị. Thứ ba, phân biệt qua cảm giác mình sờ vào mặt nấm. Và thứ tư là phân biệt qua quy trình đóng gói sản xuất của nhà sản xuất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các cách đấy nhé. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy đây là hộp nấm thượng hoàng. Và đây chính là một cây nấm thượng hoàng mà Ngọc Hoa đã lấy ra bên ngoài. Về màu sắc thì các bạn nhớ là nấm thượng hoàng thì luôn luôn là có màu vàng tươi hoặc là màu nâu sẫm, chứ nó không hề có một màu gọi là màu cam hay là màu đỏ như các bạn nhé. Và mặt đằng sau này của nấm thì các bạn nhìn thấy như là một tấm gỗ. Các bạn có thể nhìn thấy không? Như một tấm gỗ đấy, rất là phẳng. Nó không có lồi lõm, nó không có chân nấm nha các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Đấy là bằng màu sắc. Còn khi các bạn sờ vào mặt nấm này ạ, các bạn sẽ cảm thấy nó mềm như nhung. Khi các bạn sờ vào vải nhung như thế nào thì các bạn sẽ cảm thấy là khi các bạn sờ vào mặt nấm thượng hoàng, nó sẽ mềm mại như thế vậy. Và cái mặt đằng sau nó cũng rất là mịn, nó không hề thô ráp một chút nào. Nó không sần sùi và không thô ráp. Đây, Ngọc Hoa có thể sờ miết thoải mái, không hề thô ráp. Đấy là qua sờ. Còn về mùi vị thì khi các bạn đun lên, bản chất thì nấm thượng hoàng nó sẽ không có mùi, không có vị. Và trừ những trường hợp là người nào quá nhạy cảm, tức là không thể nào uống được đắng, một tí đắng cũng không uống được, thì họ sẽ cảm thấy hơi hơi đắng một chút. Chứ còn thường những khách hàng của Ngọc Hoa đều phản hồi lại là nấm thượng hoàng họ uống cảm thấy rất là dễ uống, không mùi không vị, uống gần giống như là nước lọc đấy, nhưng mà nó lại rất tốt đấy. Mà khi các bạn cắt ra nhá, các bạn nhìn này, cái thớ nấm khi cắt này, nấm thượng hoàng nó rất là mềm, nó không bị cứng đấy. Các bạn càng cắt mỏng thì nó sẽ càng mềm, đây như một tờ lá luôn đấy, bên Ngọc Hoa vừa mới cắt xong đấy. Các bạn nhìn thấy này, chúng ta có thể uốn mà nó không hề gãy chút nào nhé. Còn về quy cách đóng gói thì các bạn có thể nhìn thấy đây là sản phẩm nấm thượng hoàng loại 1. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nấm không quá to, nó ở mức độ trung bình và hình nấm thì giống như cái móng. Và nó sẽ có, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây này, nó có tem mác ở trên này. Và ở hộp nó sẽ có một cái dấu đỏ ở đây. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó sẽ có cả ngày tháng sản xuất, nó sẽ có cả số lượng cân đấy. Và nó được bao giờ cũng được đóng gói kín kỹ càng để không bị độ ẩm nó ảnh hưởng đến chất lượng của nấm đấy. Quy cách đóng gói là nó đóng gói rất cẩn thận. Mặt sau của nấm ấy, các bạn có thể nhìn thấy mặt sau của nấm nó có một số hướng dẫn sử dụng đây, 50g nấm này đấy, cho vào 80cc này đấy. Hoặc là các bạn có thể, nếu các bạn biết tiếng Hàn Quốc thì các bạn có thể đọc thêm. Còn đây là phần hướng dẫn sử dụng thì Ngọc Hoa đã có một cái video hướng dẫn sử dụng rất là chi tiết dành cho nấm thượng hoàng rồi đấy. Đấy, khi mà các bạn nhận bất cứ một sản phẩm nấm thượng hoàng nào thì các bạn cũng nên kiểm tra kỹ sản phẩm của mình, xem là đầu tiên là nó phải có tem đỏ và nó phải có ngày sản xuất cũng như là số lượng, quy cách đóng gói. Và đặc biệt nhất là nó phải đóng gói thật kín, không được hở. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nó đóng gói rất kín và không hở chút nào. Tất cả các bên luôn đều được băng kín bằng túi ni lông. Và hình dạng nấm thì màu sắc nấm phải là màu vàng tươi đấy, không phải là màu đỏ hay màu nâu đấy. Và mặt nấm phải nhìn giống như mặt nhung. Đấy là những cách cơ bản nhất mà các bạn có thể nhận biết nấm thượng hoàng thật và giả, đơn giản dễ dàng tại nhà của mình. Vâng, vậy là Ngọc Hoa vừa mới giới thiệu cho các bạn nghe toàn bộ những cách phân biệt nấm thượng hoàng thật và giả.
Để tìm hiểu thêm những thông tin chi tiết về nấm Thượng Hoàng hay bất cứ một sản phẩm nào khác của Hàn Quốc, các bạn có thể truy cập vào phần chat online của trang siêu thị trực tuyến goroshop24h.com hoặc các bạn có thể gọi điện ngay theo số hotline 0904886428. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn chi tiết cụ thể về tác dụng, công dụng cũng như là cách hướng dẫn sử dụng nấm Thượng Hoàng hay bất cứ một sản phẩm nào khác của Hàn Quốc để bảo vệ cũng như là cải thiện sức khỏe của bạn hay chính người thân trong gia đình các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.